Tại trường mầm non Điền Công, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Tuấn Đạt đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các cô trò nhà trường nhân dịp tổng kết năm học 2016-2017. Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đồng chí chúc các cháu thiếu nhi chăm ngoan học giỏi, vâng lời cha mẹ thầy cô. Trong thời gian tiếp theo, đồng chí mong muốn chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, các bậc phụ huynh phối hợp tốt với nhà trường tiếp tục dành nhiều sự quan tâm chăm sóc giáo dục để các em phát triển toàn diện. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố, Ủy ban nhân dân xã Điền Công, trường mầm non Điền Công đã trao quà động viên các cháu thiếu nhi.